Dạ thưa cô Tư, có một cái câu bằng luận là nhờ hỏi cô giùm là tu là sao, chữ tu là sao cô Tư, tu làm sao cho mau thành, nhờ cô Tư chia sẻ giùm một đoạn này ạ. Tu là sao mà sao là tu hả? À, theo lời Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy là tu là trau sửa, sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra thông, sửa dại khờ thành đúng đắn. Tu là gì? Tu là sửa chọn ăn tình, tàu khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chớ cá chạy chày, phải trau phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Rồi mới ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có gõ thần tiên là gì? Đó, tu không cần lại cần quỳ. Nhưng mà quý vị đừng chấp chỗ không lại cung quỳ này nghe, chỉ có bậc thánh nhân mới không lại cung quỳ, như Thư Thích Minh Tuệ mình hay đức thầy của mình mới không lại cung quỳ thôi. Còn mình là Phật tử phải trau sửa thì phải lại phải quỳ cúng hàng ngày. Tu là không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. À, chí hiền tâm đức chùi lau, ra công lập kỹ thì thao ra vàng, nó vinh hoa phú quý chẳng màng, ra quay ra lực mới khởi thòn ra chơi. À, thưa quý vị, tu để làm gì? À, tu như thầy Thích Minh Tuệ mình nói, đi để giải mã cuộc đời, đi để tìm sự bình yên trong cuộc sống, đi để sau này có thể đắc đạo để cứu trở lại cứu vớt cha mẹ, đúng rồi đó. Tại vì mình phải đền cái ơn phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên, nên mình phải tu tu để kiếp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp hiện màu, biết kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc đạo. Thành thử ra quý vị cộng đồng mạng hãy tu gấp gấp lên quý vị, già như chị em chúng ta gì nè, niệm Phật từ hơi thở đi quý vị, để có dịp mình diện kiến Đức Phật Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Xin thưa quý vị là tu là để sửa xấu, quý vị biết không, sát trần tục như cây cảnh khến gì đó, làm hiền hòa ắt phải tiêu mòn, đẽo chứ bào biết nó cũng tròn, đến chừng đó trông giàu rất tốt. Nên thưa với quý vị như thế này, nên Đức Huỳnh Giáo Chủ giới thiệu cho ta một cảnh giới mà long qua ao sen báu tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, gán tu cho quỷ kiếp thành khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại luật đại hùng, tránh thất tình mới giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, nó mới thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, biển hồng trần sống khổ dịu dơi, xô đẩy mãi trong vòng lục đạo. Nên quý vị mới trở về nội tâm để tu như Đức Phật Thích Ca chúng ta, hay là Đức Huỳnh Giáo Chủ, các vị Phật Thánh Tiên Đông Độ lướt sang miền Nam Địa phân chia đẳng cấp. Nên Đức Huỳnh Giáo Chủ cho mình biết là tu để giải tỏ cho cuộc đời chúng ta. Và quý vị khi mà đắc đạo, quý vị trở lại cứu vớt dòng họ tổ tông của chúng ta 7 đời đó. Thành thử ra mình đền cái ơn phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, và đền cái ơn mà giữa Phật Pháp Tăng Ngài đã khai mở trí óc cho sáng suốt, Phật đã đứng toàn thiện bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh khỏi dòng trầm luân khổ hải. Thế nên Ngài mới truyền lợi giáo pháp. Thưa quý vị, tu là gì nè quý vị? Quý vị phải đền xong nợ nước thù nhà, thiền môn chở gót Phật Đà Nam Môn. Đó, chừng ấy mới tình vô nhất vực, bụi hồng trần rứt sạch cửa không, chuông linh ngăn tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Đó, nên Đức Phật ngày xưa đã làm xong những nhiệm vụ đó, và Thích Minh Tuệ của mình cũng thi hành nhiệm vụ đó. Và quý vị hãy đền xong quốc gia hưng vong thất phu phải hộ trách. Đó, mình không thể mà nói mình ngồi mình tu để mình lợi dụng gạt lường, mình bỏ đi cái ơn quốc gia đồng bào và xã hội cũng không được nữa. Như vậy là mình tu với cái đích đó, là cái lối ích kỷ của quý vị, mà Đức Thầy cho biết rằng đừng riêng lo lợi dưỡng một mình, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hộp là người. Là quý vị cũng nhận xét rồi, làm cho dân khi dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ, tu mà ham chai to đám bự, đặng chúng sinh dưng cúng bạc tiền, dối gần lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏ. Quý vị cũng đã thấy rồi, nên chữ tu chỗ đó là không có áp dụng đúng với chánh pháp của Đức Phật và Đức Thầy. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, mình hãy giúp đỡ cho nước non nhà của mình. Bây giờ những vị chân tu á, thì người ta đem chánh pháp để truyền dạy cho người đời, người ta biết luật pháp của đời và đạo, để người ta nhận xét hai đường tà chánh. Rồi em Dũng còn gì để hỏi nữa không? Dạ thưa chị, cái câu mình quy y theo thầy á, mà có cái câu là quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo đó,
Nhờ chị chia sẻ giùm cái đoạn không? Quy y theo mấy ngày là thầy đã dạy mình là ngôi tam bảo của mình đó có Phật Pháp Tăng. Rồi mấy ngày là quan thượng đẳng đại thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi. Nó quy y theo mấy ngày đó tu hành theo Phật đạo. Nó thầy dạy như vậy đó. Vì tại vì trước nhất là Phật Pháp Tăng. Tại vì có Phật Pháp Tăng mới khai mở trí óc sáng suốt cho mình. Phật là đứng toàn diện toàn thiện, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh khỏi dòng trầm luân quan nghiệt. Thế nên Ngài mới truyền lời giáo pháp, tức là nhờ những lời chỉ dạy cho các chư tăng đặng đem nền đạo đức của Ngài mà ban bố khắp trần thế. Còn các vị anh hùng dân tộc như Nguyễn Trung Trực của chúng ta, Đức Cố Quảng Trần Văn Thành hay là Thiên Hộ Dương, là những vị đó chỉ sát mắt mà hồn thiên chẳng mắt. Nên thầy mới dạy là phải cầu mấy người đó để mình noi theo trí đức của những người người đó để mình làm một vị công dân tốt, một vị tín đồ tốt. Nó thành thử ra thầy dạy như vậy là rất là chính xác, nên quý vị đừng có thêm vẽ nữa. Bây giờ thầy dạy sao thì mình cứ làm y vậy đi. Đó, quy y thì khá hành y mà giữ lòng thanh tịnh, từ bi mới giúp đời được. Thành thử ra trước nhất là mình phải cầu ơn tam bảo Phật Pháp Tăng, sau đó mình phải hiếu dưỡng cha mẹ, sau đó phải đối xử với chốn xồm, thí dụ quen thuộc mà lời nói mình phải đoan can thành thật. Việc nhà quý bạn đã xong, tức là quý vị muốn cho ai một cái chuyện gì đó, một tấn gạo nữa tấn gạo nào đó, quý vị phải cho chồm xóm quý vị trước. Việc nhà quý bạn đã xong trong tộc họ của mình trước, rồi tới xóm chồm quen thuộc đó. Chứ đừng có ra đời mà cho để mà lấy tiếng mà mình quên đi những cái người mà thân tộc của mình đang thiếu thốn, hay là những cô bác xóm chồm quen thuộc. Nên quý vị hãy nhận xét chỗ này. Thí dụ bây giờ mình cho mà mình đem được tới nhà của người ta, mình cho đó, phước của quý vị sẽ tăng lên 50 kg gạo, quý vị sẽ lên được 70-80 kg. Còn quý vị mà đem lên cúng những người mà người ta phỉnh gạt quý vị, mà quý vị cứ tiếp tục mà cho hoài á, thì tiền của quý vị nó sẽ không có phước, nó sẽ nhỏ xíu à. Tại vì dân ngôn chánh thì phước lai quả khứ, mà cái người đó làm không có chánh mà quý vị đem tiền của lợi tấp nập hoài. Như những anh tu sĩ của mình, những anh thầy chùa của mình, quý vị cúng thì nó không có phước báo nhiều đâu. Quý vị hãy tự mình làm đi, tự mình thấy, mình đi xe ngoài đường thấy một mảnh đời đau hạ khổ bất hạnh nào đó, quý vị ghé xe lại cho người ta, đó cái đó là mới đúng. Nên trước nhất quý vị hãy hiếu giữ song thân của mình ở trong nhà, tại vì mình có hai vị Phật sống, một là Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, hai là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị biết không, khi mình sanh ra đời, cha mẹ mình là hai vị nô tỳ để đi theo mà ủng hộ một chàng công chúa, một nàng hoàng tử này đó. Quý vị đòi cái gì cũng được chứ. Có lắm lúc mà không đủ tiền cho quý vị cũng phải chạy mưu vào để mua cho quý vị một cái bánh bao nữa nó đem về để cho quý vị ăn. Chứ có bao giờ sáng mà quý vị lại, mẹ ơi mẹ muốn ăn cái gì không? Chắc không có rồi, quý vị quên. Đó. Rồi á, mỗi một ngày quý vị đến trường học để rước con mình, mà có bao giờ cái buổi chiều quý vị đến trại dưỡng lão để rước mẹ quý vị hay thăm mẹ mình không? Nếu quý vị còn khả năng, xin đem quý vị cha mẹ về để nuôi dưỡng đi. Nếu quý vị mà hiếu đạo với cha mẹ là quý vị đã đột 50% về đạo, rồi cộng thêm quý vị niệm Phật thì phước huệ song tu, đồng chân bị ngạn. Chỗ này chắc quý vị cũng hiểu thấu rồi, quý vị cũng gần rồi. Nên phải vậy thôi quý vị. Như Ngài Thích Minh Tuệ của mình, Ngài đi để giải mã cho cuộc đời, để một mai để cứu cha mẹ. Nếu Ngài nói Ngài ở nhà lỡ chết đến thì Ngài không có hiếu dưỡng cha mẹ được, chứ không phải Ngài đi mà Ngài bắt hiếu đâu. Ngài đã trồng 100 cây sầu riêng để là cho em út rồi, để nuôi dưỡng cha mẹ rồi, rồi 3 năm thi hành nghĩa vụ quân sự rồi, đền xong nợ nước thù nhà, thiền môn chở gót Phật Đà Nam Mô. Đó, người ta đã làm xong hiếu kính rồi, người ta mới ra đời, người ta đi trên cái sự quấy và phải để cho quý vị rèn luyện thanh tâm. Mời con có câu nào để hỏi không? Dạ thưa cô Tư, có một cái câu bằng luận là nhờ hỏi cô giùm là tới tháng 7 là lễ Vu Lan cô Tư, là làm sao để trả hiếu của cha mẹ mình, nhờ cô Tư chia sẻ giùm một đoạn này ạ. Bây giờ cái mùa Vu Lan này, trước nhất là cái người còn cha còn mẹ, thì con phải mỗi một ngày mình hỏi thăm sức khỏe cha mẹ mình, săn sóc cho cha mẹ mình, đó là con đã báo hiếu cho cha mẹ phụ mẫu tại đường đó. Tăng Long rồi đó, rồi phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nếu em nào mà mất cha mất mẹ, quý vị hãy cầu cho linh hồn được siêu sanh ở miền Cực Lạc, thoát đọa chậm lưng. Tức là bây giờ cha mẹ mình mất, thì bây giờ con ra con làm một cái chuyện từ thiện gì nào trong cái tháng Vu Lan báo hiếu này, thì con nói con xin làm cái này để hồi hướng cho cha mẹ con trong cái mùa Vu Lan này. Thì cha mẹ tại đường Tăng Long Phước Thọ,
là tức là con cầu mỗi ngày cho cha mẹ tại đường á, con niệm Phật, con hồi hướng cho cha mẹ là cha mẹ được tăng long phước thọ, tuổi thọ. Còn cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương là cha mẹ quá khứ thì mình phải giái như vậy đó, rồi mình làm cái chuyện gì phước nhân hồi hướng trong cái tháng 7 này là cái người người ta không có cầu mỗi ngày đó. Còn bên đạo Phật giáo Hòa Hảo của cô thì Đức Quỳnh giáo chủ dạy hai cái bài mà sớm chiều bình lặng đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai là đã làm du lan cho cha mẹ là hai thờ luôn đó quý vị, chứ không phải là một thờ đâu, không phải là đợi một năm quý vị mới làm lễ du lan đâu. Thành thử ra cái mình làm vui cho cha mẹ là mỗi một ngày cha mẹ mình sẽ được tăng tuổi thọ lên, tại vì mỗi người thêm một nụ cười để cho nhân loại càng vơi nỗi sầu, thì bà bớt buồn bớt sầu. Mà mình đi chùa không mà mình không nhớ đến cha mẹ thì làm cho bà mẹ bà buồn bà gầu, rồi mình mang tội bất hiếu nữa. Nó thành thử ra đừng tu, đừng đi cúng Phật mười phương là chỗ đó đó, trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa ra vậy đó quý vị. Thành thử ra quý vị thấy không, khi mà nuôi được một đứa con từ sanh ra cho đến 3 tuổi á, quý vị phải khi mà dứt sữa mẹ thì quý vị biết là mẹ bao nhiêu không, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con đó, vì cớ ấy hao mòn thanh xác, thương đàn bà đen nhẹ hơn cay. Nên quý vị thấy phải trở về hiếu dưỡng cha mẹ mình là trước nhất đó, rồi sau đó mình đi chùa mình cầu cho cha mẹ mình được tăng long phước thọ. Còn đối với những người mà quá giảng thì phải cầu cho linh hồn được siêu sanh ở miền cực lạc thoát đọa trầm luân. Nên quý vị hãy trở về hiếu kính cha mẹ là cái đầu tiên, rồi chừng đó mình mới làm từ thiện mới có phước báo. Chứ quý vị mà đi ra ngoài đường quý vị làm từ thiện để lấy tiếng cho 1-2 ngàn ký gạo quý vị đưa lên mạng này kia là cái đó là mình chỉ là háo danh mà thôi. Nên quý vị hãy thấy người nào nghèo mình cho 1-2 ký gì cũng được, nhưng mà hồi hướng cho cha mẹ mình được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương, đó là mấy là gọi là hiếu nhi đó. Còn nếu mình không làm được chuyện đó thì tội bất hiếu lưỡng bang nam nữ, nói cho cùng nghiệp dữ phải mang đó quý vị. Nên quý vị hãy trở về để lại kẻ ẩm bồng ngày xưa ha. Cô Tư cho con hỏi là cũng như là thí dụ như mình muốn làm từ thiện, mình cúng cái gì đó to tát, thí dụ như mình cho 1-2 tấn gạo đi, thì con nghe mấy người lớn thì nói trước khi mình cho gạo đổ này kia thì mình phải cúng, mình trình với cửu quyền rồi xong rồi mình mới đi cho, thì cái vấn đề đó cô Tư nhận xét thấy sao cô Tư? Thì cái chuyện mình trình với cổ quyền cái đó cũng tốt chứ không có gọi là cái gì là háo danh, nhưng mà đừng có háo danh một cái là thí dụ bây giờ con cho bằng cách gình ra mà con phát khiếu mà để cho người ta chờ đợi tới một ngày nửa ngày 2-3 tiếng đồng hồ gì đó, khi đó cô bác ta nghèo khổ mà ta ngồi ngoài nắng ngoài mưa để ta chờ được cái phiếu của con để ta nhận số gạo đó, thì cái phước của mình nó sẽ giảm đi một chút. Thí dụ bây giờ con cho đừng có bằng sự gình gan, thí dụ con muốn cho 3-4 tấn gì cũng được, mà con phải chia ra nhiều giai đoạn cũng được, tại vì chia ra nhiều giai đoạn thì con mới giúp đỡ được những mảnh đời bất hạnh và đau khổ. Chứ cô thấy mà cho gình gan đó thì hồi lúc mà gạo 120 đó cô mua 120 nhưng mà người ta đem ra đời người ta bán chỉ có 80 ngàn, mình thấy cũng hơi đau lòng. Nên con hãy nhắm vào cái mục đích mà những cái người ta thiếu ăn và kém mặc đó thì mình cho thì cái phước mình nó sẽ tăng lên nữa. Còn cho mà để háo danh đó thì cái phước này nó sẽ giảm xuống thôi, chứ không phải là không có phước. Còn cái chuyện mình trình cửu quyền thì cũng đúng chứ không có gì gọi là sai, nó vậy đó. Nhưng mà mình nguyện làm là các việc từ thiện, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì thí dụ bây giờ con đi ngoài đường con gặp mảnh đời nào những em bé bán giấy số, những bất hạnh gì đó, con ghé con cho 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn gì cũng được đó. Thành thử ra tại vì cái tiền công đức này nè phải so theo cái túi tiền của mình. Như ngày xưa có cái bà lão ăn mày đó đó, bà khi mà bà nghe Đức Phật thuyết giảng thì bà đi xin, tối ngày đó bà chỉ có được có 2 cắt à. Mà khi bà đến mà mua 2 cắt dầu để cúng dường cho Đức Phật thì cái ông đó hỏi sao bà mua ít quá, thì nói tại vì tôi xin tối ngày nay được có 2 cắt, cái ông chủ bán dầu nó thấy gì mới tặng thêm cho bà 3 cắt dầu nữa. Khi bà lỡ Đức cúng cho Đức Phật á thì bao nhiêu ngọn đèn sáng giá của những mà hồi đó người ta kêu là triều đình này kia của quan này để cẩn thận đồ đó người ta cúng, nhưng mà ngọn gió tới thì tắt hết, chỉ có đèn bà lão là sáng mãi. Nên ông một tiền là ông A Nan mới hỏi Bạch Thế Tôn sao cái ngọn đèn của bà lão này nó nhỏ xíu vậy mà sao còn cháy. Bà tại vì Đức Phật cho biết là bà cúng cả cái ngày sự nghiệp cái ngày đó của bà đó,
Nên đèn của bà sáng giá như vậy, chứ không phải là quý vị cúng cho tôi mà những cái sự đèn mà tốt đẹp mà quý vị được thừa hưởng đâu. Cái này người ta cúng cả tấm lòng người ta, một ngày trời người ta đi xin ăn đó mà người ta cúng đó. Nên Phật thì dụng tâm chứ không phải là dụng vật. Đó. Thành thử ra bây giờ ngày xưa thì Phật Đức Phật Thích Ca thích độ đời, mà bây giờ mấy anh tăng của mình với mấy anh tu sĩ bên tôi là thích đỡ đồ. Rồi Dũng. Dạ thưa chị Tư, em thấy có cái chuyện thấy bất công quá, nhờ chị chia sẻ giùm một đoạn. Em thấy ông Thích Nhật Từ với Thích Trăng Quang á, là nó sai trật nhiều quá, mà sao dửng dưng ở ngoài giáo hội không có xử lý gì hết. Còn sao ông Sư Minh Đạo là cái người thật, người thiệt, người ta mà cứ làm người ta hoài, phỉ báng rồi đưa ra khỏi giáo hội gì tùm lum hết vậy. Em thấy sao bất công quá vậy? Cái chuyện cái đời là nó vậy đó em, nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu ngoa dưới chẳng phục tùng. Em là một người lãnh đạo mà em điêu ngoa thì ở dưới người ta không có phục em đâu. Mặc dầu người ta không có chuyện mà để người ta khai trừ em, nhưng mà ta không có chấp nhận. Trên điêu ngoa dưới chẳng phục tùng, phiên nhân sanh lấy lẽ chí công mạng ở nói năng chân chất. Tức là cái người mà người ta đè được thì người ta đè hoài, còn cái người mà người ta đã cứng cựa rồi, người ta có gốc ta dựa rồi, thì em không có thể làm lung lay được đâu. Tại vì đời bất công mấy ai xem sửa. Như Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết, vì đời nay chúng nói dụng tiền, chúng nói là ai thì chị không có được biết. Ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa đó. Theo học đạo mặc ai mai mỉa, ta cũng đừng nên gây gổ giận hờn. Ông Thích Minh Đạo của mình, ông đang làm được cái chuyện đó. Mặc dầu ông sám hối, ông quỳ gối ông ấy, nhưng mà ở trong lòng bao nhiêu cái người chân chánh người ta vẫn ái mộ ông đó. Không phải là người ta bỏ ông đâu. Cái người chân chánh không bao giờ mất. Mà quý vị, mình làm một cái vị cao cấp, một vị lãnh đạo nào đó, mình phải nắm lực cầm cân cho nó nảy mực, phải làm đúng với trách nhiệm của một người mà lãnh đạo một cái cấp quốc độ nào đó, một cái gốc nào đó, thì quý vị hãy nhận định cho sáng suốt lên. Nhưng giữa bốn ông sư Sàm Văn mà quý vị đã kỷ luật hết hai ông, thì cộng đồng mạng người ta tôn dương quý vị lãnh đạo tôn giáo dữ lắm đó, nhưng mà còn hai ông người ta chưa thực được thỏa đáng đó. Thành thử hai ông đó là ai quý vị cũng đã nắm rồi, tôi không cần nói nữa. Nên phiên nhân sanh lấy lẽ chí công mạng ở nói năng chân chắc là chỗ đó. Quý vị hãy cầm cân nảy mực cho đúng đi. Nó thành thử ra dầu quý vị không cầm cân nảy mực cho đúng thì tạo hóa cũng sẽ đào thải những hạng người mà giả trá đó thôi, chứ không có gì sai hết trơn á. Em thấy Thích Nhật Đức á, là chẳng qua là Thích Nhật Đức là nói là tại vì ở dưới tưng hô quá là ổng là vui ổng nói vậy thôi, nhưng mà ổng bị kỷ luật, bị sám hối như vậy. Còn như Thích Trăng Quang với Thích Nhật Từ á, là dùng cái trí để lừa đảo đặng moi tiền của tín đồ. Thích Trúc Thái Minh nữa, là ba người đó là dùng cái trí óc để mà lừa đảo đó, mà thôi không có mang cái tội gì thêm. Nhưng mà một ông thì vô cuộc 2 năm thì cũng được đi. Còn hai ông kia thì người ta giáo hội người ta chưa bắt được hay gì đó là mình không biết. Thì cái chuyện đó mình chờ coi. Thấy bất công quá. Thì đời bất công mấy ai xem sửa mà. Đức thầy của Quỳnh Giáo Chủ đã nói trên điêu ngoa dưới chẳng phục tùng mà. Nó thành thử ra quý vị không có thể bưng bít được đâu. Ai đúng thì ra đúng, ai sai thì ra sai. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là lựa những đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ cát thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc tư bang. Nói khi đó ông Phật sẽ trở lại ghế ai thì nói ngồi, thưởng với phạt hai đường tỏ rõ, chứ không phải như cái người đời của mình mà bưng bít đầu này giấu đầu kia rồi nhém đầu nọ được. Ông Phật thì lấy lẽ chí công. Nói rồi mấy em còn gì để hỏi nữa không? Cô Tư cho con hỏi, thấy hồi lúc á mà về cái vấn đề của thầy Thích Tâm Phúc, thấy thầy hồi lúc thì từ ngày mà có sư Minh Tệ xuất hiện tới bây giờ đó, thì rồi bà con cô bác người ta dằn coi là những cái clip của thầy Thích Tâm Phúc trước đây cũng như là thầy giả điên giả khùng cái này kia, thì không có ai để ý tới, thậm chí là người đời cho thầy là điên khùng ta không quan tâm tới. Nhưng mà từ cái ngày tới bây giờ đó, thì những cái điều mà bà con cô bác người ta lật lại những cái clip đó đó, người ta coi lại là thầy Thích Tâm Phúc cũng như là đã biết trước, nói trước,
Nhưng mà tới bây giờ người ta mới hiểu. Thì theo như cô Tư thì cô Tư cũng cho con một lời khuyên, coi có cái gì để mình nhắn gửi tới mẹ con của thầy Thích Tâm Phúc không cô Tư? Xin nhắn gửi đến thầy Thích Tâm Phúc và bà mẹ 80 mấy tuổi, xin nói với quý cộng đồng mạng người như thế này, tại vì ông á, cũng bị người ta kèn ép đến nỗi là quá mức, nên ông có những cái câu nói rất là khô. Ngày xưa mà tôi nghe ông nói tôi còn không chấp nhận được đó quý vị, nhưng mà khi mình bình tĩnh mình nghe lại đó thì nó đã dở ra từng lớp từng lớp từng lớp đó, đều có sự thật mà lời chân chánh hình như nói xỏ. Ngài đã biết từ ở trong chùa đi ra, Ngài đã biết hết rồi, nhưng mà Ngài nói không ai tin, nên Ngài có những cái lời mà thô tục, nên cái lời thô mà ông Tánh ông nói ti tục mà giảng thanh gì đó, nên bây giờ cộng đồng mạng người ta mới lặp lại những cái lời của Ngài nói cũng có chỗ là chính xác nhất. Nhưng mà Ngài đó, những cái clip mà Ngài nói đúng đó thì không có ai đưa lên trên mạng chứ. Những cái dựng lên Ngài ăn thịt chó, ăn này kia kia nọ thì nó dựng đủ thứ. Cái chỗ nào này Ngài thô tục thì nó đưa lên, mà chỗ nào á, tốt thì người ta không có đưa. Nên bây giờ cộng đồng mạng người ta mới dở lẽ, phiên nhân sanh lấy lẽ chứ công mạng ở nói năng chân chất đó. Thành thử ra tôi nói cho quý vị nghe nè, có khi người ta bức xúc quá, mình ép phải vào con đường cùng, thì người ta phải có những lời thô tục nói với mình. Nhưng mà cái người chánh nhân quân tử mà dám thốt lên cái lời mà nói thật thì cái người đó cũng xứng đáng để cho mình tôn trọng chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ ông đang bị nhà nước khiển trách thì cũng đúng, tại vì ông phải trả cái giá là nói không có dịu dàng. Thành thử ra thưa quý vị, thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ thôi, lời chân chánh hình như nói xỏ mà không không nào có biếm đời. Tại vì ông từ trong chùa ông đi ra thì ông biết được cái bộ mặt ở trong chùa, những cái ông giả dối làm như thế nào, ông mới ra đời ông nói. Thì những cái ông, cái lời ông nói đó thì nó đụng chạm với người ta, thì người ta bắt buộc người ta phải tìm cách để tiêu diệt ông, phải trừ khử ông thôi. Cái chuyện đó là chuyện đối với người đời là đúng chứ không phải sai. Nhưng mà quý vị hãy bình tâm suy xét lại, hãy suy nghiệm lại. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi hãy phán đoán việc ấy để tránh cho kẻ xa khác hiểu quan tình. Nếu mình mà suy xét lại những cái lời thô tục của ông mà nó đúng sự thật vậy đó, rồi tránh cho ông chịu quan tình thì nó cũng đúng chứ không phải là sai. Xin quý ông đừng ghét bỏ mẹ Ngài Thích Tâm Phúc, mà hãy thấy bà ôm cái hình của ông mà bà khóc thì cũng đau lòng. Nên quý vị hãy bỏ qua cho Ngài đi, để cho Ngài trở về hiếu dưỡng cha mẹ. Xin quý vị cộng đồng mạng hãy giúp đỡ cho bà được thì nên giúp đỡ ha. Như ông Thích Tâm Phúc á, ông tu á, ông không có kêu gọi gì hết, chùa có ổng dột nát gì chứ ổng không kêu gọi. Còn Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thế Minh thì kêu gọi còn đủ hết, lừa đảo biết bao nhiêu gia đình người ta khổ. Người ta đem tiền cho ta cúng cho mấy ổng mà gia đình người ta tan nát. Tay thì phân phất nhận tiền, miệng cười te tét như nông dân được mùa, mà không nghĩ đến những cái bà lão mà phải đi ngắt từ cọng rau gờ đầu mấy em học sinh cũng phải bắt buộc cúng dường đó. Mấy em học sinh là phải nhịn đói để cúng dường. Cái đó quý vị kêu gọi nó trái đi cái lực đạo hết trơn, không có chúng chỗ nào mà Đức Phật, Đức Thầy dạy quý vị hết trơn. Nên phiên nhân sanh lấy lẽ chí công, mạng ở nói năng chân chất lại. Thành thử coi quý vị đừng có kêu gọi nữa. Cúng dường là tự nguyện của người ta, tự nguyện Phật tử, người ta có chi người ta cúng nấy. Còn ta không có thì người ta lấy tấm lòng của người ta đến chùa được rồi, chứ không cần phải kêu gọi như vậy. Nên quý vị hãy trở lại mà nên tỉnh ngộ lên. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà sao danh thể xạ hương khắp chúng, nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Nên mấy anh đại gia của mình bây giờ cũng mở hồ bao dữ dội luôn rồi. Thấy mấy người anh đại gia, mấy cô đại gia mà cho tỉnh Gia Lai là thấy mấy cô mấy anh cũng tốt rồi. Nên tán thưởng quý vị chỗ đó, quý vị làm được gì tốt thì quý vị hãy tiếp tục khai thông nền đạo đức ha. Rồi, cô Tư cho con hỏi thôi, cái mẫu chuyện này bên thầy cũng như là con cũng nghe nói, cũng nghe nhiều người nói trên mạng là ở núi Cấm mình là có đền vàng điện ngọc gì đó, cô Tư có từng nghe qua cái câu chuyện đó chưa cô Tư? Cô Tư cho con hỏi là ở đó là có không, hay là người đồn, cô lời đồn cô Tư? Không có đồn đâu. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là đầu đài núi Cấm lộ Nai Mai,
thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên giải dân tình, minh đạo đức, tu hành sẽ thấy cảnh bồng lai. Đó, mình tu đi tới ngày mình đột chứng, mình sẽ thấy núi cấm của mình lộ vẻ đền đài. Đó, chứ không phải là không có. Đức Phật, Đức Thầy hay là ông Thánh nói thì không có sai, mà người đời của mình nói mới là sai. Chứ người ta thêm mắm dặm muối nữa nghe quý vị. Đó, thành thử ra mình gắng tu, để tới chừng mình coi được á, khi mà ba tiếng sấm nổ vang thì núi cấm mình sẽ có điện ngọc đền vàng. Đó, à, xuất hiện vua Minh Hoàng trở lại là đời thượng quân, yêu dân lòng chớ có sờn, gán tu thì được xem đời trên mây, đó là đời của Đức Quỳnh giáo chủ dạy. Mà nhà nước chúng ta đã thẩm định rồi, đã ban tư cách pháp nhân cho đạo Phật giáo Hòa Hảo, có tư cách pháp nhân là sấm giảng của Đức Quỳnh giáo chủ, nhà nước cũng đã xem qua rồi, người ta mới chấp nhận rồi, thì lời ông Phật phán quyết là không sai. Nhưng mà lời của phàm như cô Tư nói hay con nói thì nó còn sai. Chứ ngài là Phật rồi, hạ bút thần là thơ đã đề khai rồi, khó làm cho hiền thánh lung lay, chỉ tứ nước dung phân cây quý thôi. Thành thử ra mình gán tu đi, để lầu đài núi cấm lộ nay mai. Nay mai là chừng nào thì cái chuyện của ông Phật nói tôi không có dám biết. Tôi không có biết trước. Cái mạng tôi mà ngày mai còn sống hay chết tôi chưa biết nữa, lấy gì mà tôi nói cho quý vị là ngày nào. Nhưng mà quý vị gán tu thì được xem đời trên mây, chứ không có gì lạ hết trơn á. Người hung chết gắt cặt thay, dồn xem bắt thảm ngày gài cho dân. Mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc cát lân dựa kề. Đây là lời của Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo nói, chứ không phải là của tôi. Nên quý vị hãy tu để bền gan chờ đợi ngày chung cuộc, gắn trí trong mong bữa thị khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần dạng kiếp kiến bồng lai. Mà tới chừng đó là tới thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp thể thế gian, thoát ngục tù. Đó, chừng đó quý vị tu mà đọc chữ rồi, quý vị sẽ uống bồ đào ngũ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi chung. Đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà chừng đó là giờ nào thì tôi không có được biết, tôi chỉ nhắc lại lời của Đức Quỳnh giáo chủ dạy mà thôi. Nó thành thử ra mình gán công tu xem nhiều phép lạ, của thần tiên trừ lũ hung đồ, nào lụa là lãnh nhiễu tố xô, chớ ham mến mà sao lao lý. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm báo điều, sao chẳng thế không tôn chẳng liệu, để đến lúc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho mình. Nếu mình không tu thì Phật không cứu được, còn tu thì dân thù Bồ Tát từ bi, kèo thiền bát nhã rước thì trần gian, lướt đưa gió lưu đưa lướt sóng buồm lon, rước người tu niệm xê sang thủy tình, ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao đừng trách mắt tình yêu đương là mắt tình thầy trò đó quý vị. Bây giờ ở đây mà quý vị là tu sĩ mà quý vị không giữ đạo chờ thầy, cứ đi phỉnh gạt người ta đi kiếm ăn, bán hết cái này lừa đảo tới cái kia lừa đảo, lên núi giả trá này kia, thì thử ra quý vị đâu có xứng đáng làm đệ tử của thầy. Sao mà mở hội long qua thì đứa hay lòng, sao chẳng hổ ngươi đáng thù thẹn với cây cùng cỏ. Nên mình phải trở về nội tâm, mình nói cái nào một hai câu chánh đạo nào của Phật của thầy, mình đem ra mình giảng dạy người ta, mình nói cho người ta nghe, chứ không phải nói tiếng giảng dạy nữa. Giảng dạy thì nó hơi sắc láo. Để Đức Quỳnh giáo chủ phán là hạp mùa tiết thì giống kia bất luận, phải mọc mầm chỗ lá mấy màu, trong chúng sanh nghĩ tặng đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Ngày xưa là tôi là bạn hàng khét tiếng đó quý vị, lợi sướng cả dầu mà hỏi tới tư sinh là đủ má không đó quý vị. Nhưng mà nghe qua ông Thánh ông nói bạn hàng chị chín chị mười miệng hô tại hấp chẳng từ một ai, là tôi ngày xưa tôi mua đen mà giờ tôi mua Phật rồi, cũng đỡ được chút nào thôi quý vị, chứ không phải là nói toàn vẹn hết. Thưa chị, nhà chị cho em hỏi nha, cái chuyện này chuyện ngoài đời nha. Cứ hỏi chị, có đợi chia sẻ mới có, cho em. Mới có đời. Em thấy cái chuyện đời á, sao ví dụ như mình đối xử với người đó quá tốt quá đẹp mà sao người đó đối xử với mình nó bằng cay đắng quá vậy, là sao chị? Cái này phải là cái nghiệp không hay là cái gì chị? Đúng rồi, cái nghiệp là đúng đó. Tại vì trần gian là điểm hẹn ăn tình mà, đến đây đòi nợ đến một trả nợ. Em chỉ nói với người ta kiếp trước một câu nào đó thôi, sau này người ta sẽ trả em lại 10 câu. Nó như cái bà chủ tiệm vàng này nè, bà đi chợ cái đó công tư thấy rõ ràng. Cái chị bạn hàng cá này chị nói, chị nắm vỏ sách bà này lại nói bà còn thiếu tôi 20-30 ngàn gì đó, bà mua bà không trả. Cái cô Tư mới nói trời ơi, bà là chủ tiệm vàng sao bà thiếu nợ mày. Cái bà chủ tiệm vàng nói chị Tư chị đừng nói, biết đâu kiếp trước em thiếu bà thôi, để em trả bà đi. Nó rất tốt không quý vị, nó mặc dầu kiếp này mình không gieo nhưng mà kiếp trước mình đã tạo dây quan nghiệp với người ta rồi. Nên trần gian là điểm hẹn ăn tình, đến để đòi nợ hoặc đến để trả nợ.
Nhiều khi chị Tư lại nhà em đón tốt quá mà chị Tư không có chỗ tốt với em, là kiếp trước em có một sự gì mà sai với chị Tư đó, nên kiếp này chị Tư mới đòi lại, nên em phải nhẫn nhịn chỗ đó. Cái này à, cái nghiệp của em nó nhiều lắm rồi sao á, ai em cũng đối tốt hết, là sao họ đó lại với em không biết à, không biết à. Mình phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang thẳng giá Phật trời, nên thầy mới nói là gũi ốm đau bở tại căn tiền hoặc thiện kiếp làm điều bảo ác. Cái thiện kiếp lên chứ không phải là một kiếp đâu, em dũng thấy kiếp này em tốt, nhưng mà kiếp trước chị em mình chưa có tốt, biết đâu tao với mày đánh người ta gì giật đồ gì đó, nên bây giờ phải trả thôi. Nó nên nói cho quý vị nghe thôi, chứ trong nhà tôi cũng còn bá gia chi tử, quý vị không phải tôi tốt lành gì mà tôi nói cho quý vị nghe đâu, tôi cũng đang trả cái nghiệp mà bá gia chi tử á quý vị, nhưng mà nghiệp của mình thì mình phải trả. Nên Đức Quỳnh giáo chủ phán cho mình một câu là quả dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao, nên mình gán tu đi, thầy đắc đạo thầy không có bỏ mình, nên em cũng gán nhẫn đi. Với những cái người mà sống ở đời mà quên vong ơn bội nghĩa, mấy người đó sao, này có khổ không chị hay là sao? Đương nhiên phải khổ rồi, tại vì có cái mẫu chuyện này nè, xin kể cho quý vị cộng đồng mạng nghe, mà hồi đó thời Phật Thích Ca thầy kể lại cho chú Phật tử nghe, là khi cái hai mấy cái ông này đi biển á, đặng sang qua nước ngoài để bán cái gì đó không biết, nhưng mà khi mà chìm tàu đó thì mấy ông thấy mà còn ba ông sống sót, thì mấy ông thấy là vô hiệu quá rồi, mình sẽ chết thôi. Tự nhiên có một cái ông rùa ở dưới, ông ba ba đó ở dưới biển nổi lên là vớt ba ông này vô một cái đảo để cho mấy ông này tránh cơn bão tố đó. Thì khi vô đảo đó, ông rùa ông mệt quá, ông nằm đó, ông cũng bất tỉnh, mà ba ông cũng bất tỉnh nhân sự nữa, thì nằm đó cái ở trong ba ông đó có một ông mới tỉnh lại, nói bữa nay suốt ngày nay mấy ngày nay không có ăn uống gì hết, thôi bây giờ tao với mày đập đầu cái ông ba ba này đi để nướng ăn, chứ bây giờ trên đảo nó không có gì ăn hết trơn, nếu không giết ổng thì làm sao mà ăn. Thì cái ông kia ổng mới cản, ổng nói trời ơi, ổng là người ơn của mình mà mình giết vậy là tội dữ lắm đó. Nhưng mà ông này ổng không nghe lời khuyên, ổng lấy cục đá đó ổng nện vô cái đầu của ông ba ba đó, rồi xẻ thịt dùng cây để nướng ổng ăn, rồi rước ăn. Nhưng mà khi ăn ổng xong rồi thì một cơn bão lại gió lại nó thổi ba ông đều chết hết trơn. Nó quý vị thấy không, là Đức Phật Thích Ca và giảng cho thời hồi đó nghe là vong ân phụ nghĩa đó quý vị. Hả? Cái người mà cứu mạng mình rồi, dầu mình có chết đi nữa mình cũng không nên ăn người ta, mà mấy ông lại ăn người ta. Hai ông kia mới đầu khuyên nhưng mà thấy ông này nướng lên rồi thơm quá, đói quá cũng phải ăn theo, nên chết theo. Nó quý vị thấy không, vong ân phụ nghĩa là khổ dữ lắm. Dầu mình nhận của người đó 1.000 đồng, một ly nước cúng dường thôi, quý vị thấy ông Kích Minh Tuệ mình cũng ra đời không, đến cái nhà cái bà lão đó đó, bà lúng túng hết trơn, bà không có gì mà để cúng chân, con thấy rõ ràng không, bà vô bà bưng cái ca nước của bà, mà ca nước của bà mình thấy cũng không được sạch đấy nha, nhưng mà bà ra bà gót được có 3 ly à, mà bây giờ mấy anh đại gia mình là cho người 20 triệu không đó. Rồi cái có một anh chàng youtuber mới mở tài khoản cho con bà, nếu ai có muốn gỡ về cho bà thì gỡ số tài khoản này chứ đừng qua trung gian của cái anh youtuber đó, cái anh đó mới chánh nhân quân tử đó. Còn tôi thấy bây giờ 100 anh youtuber ấy, YouTube của mình toàn là giả trá không à. Đi quay lại những đời mảnh đời bất hạnh của ta 25 triệu thì lợi chia 5 triệu. Bà không chịu tôi không đưa. Thì bà này bà khổ quá bà phải chịu thôi. Nhưng mà phiên với cái đệ đó, đệ đó đừng ăn bằng cách bất chấp gì. À, tôi biết tên đệ luôn đó. Nếu đệ không bỏ thói vụ mà của đệ tôi sẽ đưa đệ lên mạng đó. Cái tiền bạc này nó không có làm cho quý vị được sống dai trường cũ đâu. Nên lên bán thuốc á, thì phải bán cho ngay thẳng. Cái dù thuốc ngứa này à, phải có thương hiệu hả bán, còn không có thì thôi nên dẹp đi. Tụi bay mà lường gạt người ta thì tụi bay thua bài cũng hết à, tao biết á. Chứ không có khỏi đâu, chạy không có khỏi đâu. Đừng có lên cộng đồng mạng mà chi hô bán ngày 5-6 ngàn chai đồ, thua bài cũng hết à. Hữu phi nghĩa làm chi xong chuyện, nên mình phải trở lại nội tâm. Dạ, cô Tư cho con hỏi á. Thì con cũng nghe người ta cũng nhiều, cũng chú lớn tuổi đó cũng kể mấy cái mẫu chuyện bên thầy. Mà cô Tư thì theo cô Tư là có biết được ở trong sấm giảng mình có những cái mẫu chuyện nào hay hay của thầy, nhiệm màu của thầy không cô Tư? Có cái lúc đó đó, khi mà ông Năm Hiệu của mình á, ổng ở miền Đông về, thầy mới ra nhìn ổng là thầy biết ổng là 7 ngày sau ổng chết. Nên thầy mới đem 7 đồng bạc ra cho ổng mà kêu người khác đem, chứ hồi đó thầy không có giữ tiền. Thì ông Năm Hiệu mới trả lời là thưa thầy con có tiền. Thầy nói ậy ông lấy đi. Thì khi ông về đó 7 ngày sau thì ông qua đời.
người ta mới đến báo với ông, thì ông thầy mới nói là tôi biết ông còn 7 ngày nữa ông mất nên tôi mới cho ông 7 đồng bạc, tức là báo cho ông biết là ông còn 7 ngày nữa thôi. Nên khi đó thầy đi đám ma ông Năm Hiệu, hồi đó giờ tín đồ là thầy không có đi đám ma, chỉ ông Năm Hiệu là thầy đi. Để cày thầy trước nhất thầy đi đám ma cũng Năm Hiệu, nhưng mà để chỉnh đồng đạo lại cái chỗ này. Khi thầy đi lên á thì thầy thấy con Năm Hiệu á nhốt một bên gà một bên vịt để làm thịt đặng đãi cái đám của ông. Thì thầy hỏi số gà vịt này làm gì mà nhốt nhiều quá vậy? Thì con Năm Hiệu mới trả lời là thưa thầy, con để số gà vịt này để mằng để đãi lễ của cha con. Thì thầy mới nói là thôi đem thả hết đi, giết như vậy nhiều quá, bây giờ đi mua một con heo đi nữa cho ông Năm, ông thường một mạng thôi. Thì con của ông Năm Hiệu không dám cãi lời thầy, mới xả hết số gà vịt đó đi. Thì bơ xuồng từ đó mà đi qua cái cù lao mà mua được con heo là đi về là nửa ngày. Thì thầy mới nói là, thầy mới quyết quyết một câu là tử là tán, chứ không phải là thầy kêu mình chết mà phải chôn liền. Nhưng mà giữa cái đám ma ông Năm Hiệu thầy nói tử là tán. Thì khi đó đồng đạo cũng không dám cãi thầy, mới khiêng ông Năm Hiệu đi chôn. Thì chôn xong rồi con Năm Hiệu mới đem con heo, con cháu ông mới đem con heo về. Thì thầy mới nói bây giờ người ta chôn đám người ta về hết rồi, bây giờ mà mằng con heo này ra thì ăn hết không? Nếu hết thì mằng, còn không thì đi chở đem trả. Thì nghe lời thầy bơ con heo đem trả, nên tránh cho ông Năm Hiệu đỡ cái tội mà sát giết. Thay vì bây giờ con tu rồi, con theo thầy rồi, con giải thoát đó, nhưng mà trong gia đình con sát giết gà vịt thì chia 7-3, cái người giết thì chia 7, mà cái người chết thì tội là 3. Con phải ở lại đó để giữ số gà vịt này. Nên thầy đi cái đám ma ông Năm Hiệu mục đích để cảnh tỉnh cho tín đồ là không có phải sát giết. Nó như ngày xưa có một mẫu chuyện mà ba ông đồng đạo cãi với nhau. Ông này ông nói ông giàu quá, ông cúng cha mẹ ông mâm cao đủ cổ đầy này kia, ông có hiếu. Cái ông kia ông nói vậy là tôi nghèo, không lẽ tôi cúng cha mẹ tôi bắt hiếu sao? Cái ông thứ ba ông mới nói là tôi còn nghèo hơn hai anh nữa, chẳng lẽ tôi không có phước? Thầy trên thầy đi xuống, thầy mới hỏi ba ông cãi gì quá vậy? Thì ba ông mới kể lại. Thầy mới nói tôi nói cho mấy ông biết, cúng nhiều thì tội nhiều mà cúng ít thì tội ít. Thì có ông đồng đạo ông giọt miệng, ông nói vậy là nghĩ cúng thầy. Thầy nói không cúng là đọa địa ngục, không cúng là mình không tưởng nhớ đến cái ngày cha mẹ mình quá vãng. Thầy mới trở lên lầu, thầy viết cho ông là mấy ông là 8 bài 8 câu thơ đem xuống nói tặng cho mấy ông nè, làm gì mà không có đường đi. Thì thầy viết như thế gì thế này, xin tạm gọi đọc cho quý vị cộng đồng mạng nghe. Quải đôm cúng tế lệ xưa kia, xác vật trâu heo đứa mị bài, kẻ mắt cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân gì mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Đó quý vị thấy không, xác vật trâu heo là đứa mị bài. Tại vì khi mà cha mẹ mình chết, con ra ngoài đường con mua một cái con cá bự nào đó, con vịt lớn nào đó, con xách đi ngang trộm sớm hỏi trời ơi bữa nay sao mày mua cái gì mà bự dữ vậy mày. Nói, bữa nay con về cúng mẹ con à. Đó, thành thử ra đứa mị bài, kẻ mắt cho ăn si có hiểu, khi còn sống lại không mua để cho ăn, mà khi chết rồi kẻ mắt cho ăn si có hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Nên cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân gì mới đáng. Tại vì cái người chết là không có ăn được, quý vị cúng người ta chỉ hưởng, mà ta chỉ hưởng cái hơi vậy thôi chứ người ta không có thể ăn. Thành thử ra Đức Phật dạy mình đừng làm khổ cho cha mẹ khi chết nữa. Tại vì con giết cái số gà vịt này con gỡ xuống dưới thì cha mẹ con phải ở dưới để mà giữ người ta mà. Nên cái mẫu chuyện mà bà, ngày xưa có cô ba cháu gà đó, bà giết 1011 con gà. Khi tới con gà thứ 1011 đó, thì bà vừa cắt cổ con gà thì con gà nó nói là tao là ông nội của mày. Cái bà nói ông nội tôi đâu phải vậy này kia. Ông mới kể lại thì tại vì nhiều tiền kiếp tao đã sát giết nuôi tụi bay, nên bây giờ tao chết rồi tao quá hận vậy mày nhìn đâu có ra. Nên bà tỉnh ngộ, khi đó bà xuống địa ngục và chờ xin với vua Diêm Vương đó, chờ cho bà trở về tu để bà xuống với ba độ 1011 con gà. Mà khi 1011 con gà bà chở lên mà bà tu đó, để bà xuống ba độ thì nó lớn bằng con bò. Khi mà nó gặp bà thì nó gượt bà, một người thì dậm, một người thì đạp, một người ấy. Nó tại đây bà trả tới 1011 con gà đó quý vị. Nhưng mà sau bà tu vẫn rất đạo nó. Thành thử ra ai mà xét đến ăn năn quầy đầu hướng thiện bằng tăng giác dùng, tức là gì đó.
Cô Tư cho con hỏi là cái vụ mà vấn đề mà phóng sanh á, thì người thì nói nên phóng sanh có phước, người thì nói không có phước. Rồi cái người mà người ta nhận những cái phóng sanh cũng như là mình thả cá đi, rồi cái mấy người ta đi xiệt đi chích cá rồi người ta vớt lên đó, cô Tư cứ lặp đi lặp lại vậy rồi người ta buôn bán đó, thì theo cô Tư là cô Tư có lời khuyên nào để mà về cái vấn đề đó không cô Tư? Bây giờ quý vị thả thì cái phước của quý vị, mà cái người ta bắt thì cái tội của người ta, mình không có thể cấm được gì. Nhưng mà cái vụ mà thả chim đó, thì có những người mà ta thả 1-2 ngàn con, thì những cái anh đi bắt chim đó, mấy anh phải đi bẫy để bắt lợi. Thành thử ra cái chỗ đó thì cô Tư không dám phán quyết là đúng hay là sai cái chuyện đó của người ta. Chỉ có bậc thánh nhân người ta mới biết thôi. Từ ra ông Phật ông nhận định ông mới biết thôi, chứ cô Tư thì cũng u minh, cô Tư cũng chưa có nhận định chỗ này là đúng hay là sai. Nếu cô Tư nói sai thì cái người ta thả đó, người ta không thả nữa thì biết đâu con cá này nó sẽ kém may mắn. Mà cái người nói người ta thì như thầy Thích Minh Tuệ của mình, con thấy bữa hổm ông đi lợi một cái tiệm chim, con thấy không? Thì ở trong nhà đem ra cúng dường thì ông quay mặt chỗ khác, ông thấy mấy con chim mà ông đau lòng, ông chỉ quẹt một cái giọt nước mắt của ông thôi. Thì cái ông chủ nhà ông kêu bà vợ đem ổ phá ra thả những con chim này hết. Thì ông hứa với thầy Thích Minh Tuệ của mình là sau này con sẽ bán tập quá chứ không bán chim nữa. Cái đó là tùy lòng nhân của mọi người. Thí dụ bây giờ quý vị thả là cái chuyện cái phước của quý vị, mà cái người bắt là cái tội của người ta. Mình không có thể là cấm đón người ta chuyện đó được. Không cấm quý vị thả mà không cấm mấy người quý vị bắt. Nó tại vì cái chuyện mưu sinh của người ta thì ta phải làm. Người bắt là cái mưu sinh của người ta. Còn mình á, nếu mình thả là tự mình phát tâm. Mình phát tâm thiện của mình thì Phật đã chứng rồi. Nó thành thử ra tội với phước hai đường tỏ rõ hết rồi. Cái người mình thả là phước của mình, mà người bắt thì cái tội của người bắt. Chứ cô Tư không dám xen vô cái chuyện này. Cô Tư nói không đúng thì cô Tư mang tội. Tại vì cô Tư không phải là Phật mà cô Tư nhận định đúng hay là sai. Nó thành thử ra quý vị thông cảm chỗ này. Thí dụ mình làm được cái chuyện gì tốt thì mình cứ làm đi. Còn nhưng mà nếu nói riêng gì coi về em á, thì em nghĩ rằng á, phóng sanh thì con vật, nhưng mà cái con người mình nè, bây giờ người nghèo đói đó mình làm, mình giúp cũng là phóng sanh, người ta trước nhưng đi. Mà cái con người thì nó gần gũi hơn mà con vật một chút đó, mình sẽ làm cho con người trước. Bây giờ giữa vật và người cũng đồng chủng loại như mình, tại vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết con vật nó cũng có linh hồn, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Nếu mình bắt một con vịt mình ăn thì giết vịt cha bỏ vịt mẹ, hay là giết vịt mẹ bỏ vịt con này kia đó, thì thử mình thấy tha được chỗ nào mình nên tha. Nên Đức Phật mới kêu mình ăn chay. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để mình bớt đi sát giết chúng sanh, ăn chay để bớt đi giết đồng loại của mình. Nó thành thử ra chứ không phải là chay mà quý vị đắc đạo đâu, mà chay được tánh, chay tâm mới quý. Còn cái ăn chay này là mình chỉ chay cửa miệng mà thôi, đừng có vỗ ngực xưng tên là tôi tương này kia. Đức Quỳnh Giáo Chủ nói chay được tánh tức là quý vị phải tu từ ở trong tâm quý vị tu ra ngoài đời, chứ không phải là mượn cái hình tướng mà ăn chay đó để đi lừa người ta, để phỉnh gạt người ta thì không có đúng đâu. Chay được tánh, chay tâm mới quý, nói là như vậy đó. Ông Thích Tâm Phúc cũng nói đó, hồi thời nguyên thủy giờ Đức Phật không có ăn chay. Nhưng mà chay là sao? Nhưng mà tâm thì ổng là chay. Nhưng mà người ta là có sao người ta nói vậy, ta ngay thẳng, ta chân thật đó. Rồi ông Thích Minh Tuệ mình á, ông ra đời không thuyết pháp mà ông hành pháp. Cái người mà nói pháp không bằng người nghe pháp, mà người nghe pháp không bằng người hành pháp. Nó thử ra vậy đó, chay được tánh, chay tâm mới quý. Nó phiên bổn đạo lập thân nuôi trí, đặng chờ ngày ý kiến Phật trời. Quá yêu dân cạn tỏ ít lời, chứ nào có ngạo khi tăng chúng. Coi tâm kệ làm theo mấy chúng, để lạc lầm lắm mớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, si với nghĩ nghĩ si đường lối. Muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà. Thì hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Đó. Bởi vì em thấy ông Thích Tâm Phúc, em coi cái clip này ông nói thì em thấy sáng nó cũng có cái lý. Mà tại vì cái con người mình không, mà tại vì mình áp đảo người ta quá. Bị gì á, ổng nói cũng như có người ta đem lại đồ chay, lại đồ mặn lại cúng cho ổng. Như bữa đó ổng thấy đồ chay không ngon, rồi ổng mới đem cho con chó ăn. Thì tự con người mình đặt lên, nói tại nói sao ông đem chay để cho đồ chay ăn. Cho chó ăn. Ừ. Đó là tự mình nó đặt không lên, rồi mình dựng lên, nó ghép tự luôn mình nói cho người ta nó nặng thôi. Nó thực ra ổng là tại vì ổng
thấy nó không ngon, ở không ăn, giờ không để cho con chó ăn. Nhưng mà cái chuyện mình đổ qua cho ta, mình cũng có tội dữ lắm đó. Xin chia sẻ với quý vị cộng đồng mạng tới đây thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lễ phép kính chào quý vị ha. Chào những anh mà làm kinh tế quý vị thành đạt trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống, nên mở hồ bao bố thí tiếp tục lên nha quý vị. Xin đa tạ quý vị nha.